Chào mừng quý vị và các bạn đang theo dõi video của Tiến Dũng Audio Sài Gòn. Quý vị và các bạn đang xem chuyên mục review và khám phá thiết bị audio. Chuyên mục này được phát vào lúc 11 giờ trưa ngày Chủ nhật hàng tuần trên kênh YouTube Tiến Dũng Audio Sài Gòn. Xin mời quý vị và các bạn hãy đón xem những video do tôi thực hiện hàng ngày vào lúc 11 giờ trưa và hãy đón xem những video của chuyên mục review khám phá thiết bị audio được phát vào lúc 11 giờ trưa ngày Chủ nhật hàng tuần trên kênh YouTube Tiến Dũng Audio Sài Gòn. Thưa quý vị và các bạn, trong video ngày hôm nay Tiến Dũng xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng khám phá hai mẫu loa Bow lừng danh, hai mẫu loa Bow có thể nói là đỉnh cao của thương hiệu Bow. Đó là mẫu loa Bow 601 Series 2 và 601 Series 3. Có rất nhiều các anh em hỏi Tiến Dũng là giữa hai mẫu loa Bow này thì mẫu nào thì đáng chơi hơn, âm thanh của mẫu nào tốt hơn và chúng ta nên đầu tư mẫu loa nào. Trong video này Tiến Dũng xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng khám phá về ngoại thất, về thông số kỹ thuật và về nội thất. Và ở đoạn giữa của video này xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng test so sánh hai cặp loa Bow này với nhau. Đoạn cuối của video này Tiến Dũng sẽ có những ý kiến đánh giá của mình về hai mẫu loa Bow lừng danh 601 Series 2 và 601 Series 3. Chúng ta sẽ cùng bắt đầu video ngay bây giờ. Trước mắt quý vị và các bạn, tôi đang để hai thùng loa Bow, đó là 601 Series 2 và 601 Series 3. Đây là hai mẫu loa Bow có thể nói là đỉnh cao của thương hiệu Bow đến từ Mỹ, phân khúc đồ gia đình. Quý vị và các bạn đều biết là đối với các mẫu loa Bow thì các dòng 01 là các dòng đồ gia đình. Chúng ta có thể kể đến những dòng như là 101, 201, 301, 401, 501, 601, 701 cho đến 901. Thì đó là các dòng đồ gia đình. Còn đối với các dòng đồ chuyên nghiệp, đồ sân khấu thì chúng ta sẽ kể đến những các dòng loa như là 402, 502, 802, vân vân. Thì đó là các mẫu loa Bow rất được yêu chuộng trên thị trường, phân khúc đồ gia đình và phân khúc đồ chuyên nghiệp. Và trong video ngày hôm nay thì chúng chia sẻ với quý vị và các bạn hai mẫu loa Bow lừng danh, hai model này có thể nói là đỉnh cao nhất của dòng đồ gia đình. Đó là 601 Series 2 và 601 Series 3. Chúng ta sẽ cùng nói về hai mẫu loa này trước. Đối với 601 Series 2 thì quý vị và các bạn đang thấy trước mắt đó là một mẫu loa được hãng thiết kế rất đẹp, dạng loa thùng khá cao. Chúng ta cũng có thể gọi là loa cột được. Mẫu loa 601 Series 2 với thiết kế bên ngoài vỏ màu vàng, thùng loa được trang trí bên ngoài bằng simili. Phía mặt trước là một e-căng này nắp gập từ trên này xuống đây, bẻ góc e-ke xuống đây. Và e-căng này bằng lưới vải cước. Hai bên hông này là những lan bằng nhựa với mục đích làm thoát âm thanh ra hai bên. Đây là tổng thể phía mặt sau của mẫu loa Bow 601 Series 2. 601 Series 2 được hãng loa Bow của Mỹ sản xuất vào những năm khoảng 1982-1988. Đây là khung thời gian mà mẫu loa này ra đời. Phía mặt sau thì chúng ta thấy có chạm loa. Trên đây có chạm loa, ở đây là chạm bằng kim loại, có hai ốc hai bên. Điều đặc biệt ở mẫu loa này là cọc dương của loa nằm ở bên trái, còn cọc âm nằm ở bên phải. Thông thường thì chúng ta sẽ thấy là khi chúng ta đối diện với cọc loa thì cọc dương sẽ là bên phải và cọc âm sẽ là bên trái. Tuy nhiên thì cái việc này là sản xuất như vậy thôi, cũng không có gì đặc biệt. Tem của loa 601 Series 2 thì được để ở đây và hãng có in các thông số của mình lên trên đây. 601 Series 2 hàng được sản xuất tại Mỹ. Với số series chúng ta thường xem ở trên một cái tem giấy nhỏ xíu như hạt hướng dương, trên đây có mang theo 5 chữ số. Bây giờ tôi sẽ mở cái e-căng này ra. Đối với e-căng này thì chúng ta sẽ tiến hành mở từ mặt sau, kéo lên rồi sau đó kéo ngược trở ra. E-căng là một miếng vải phía dưới màu đen, phía trên màu đen và khúc chính giữa này là màu vàng, trang trí rất đẹp. Nhiều anh em lầm tưởng là khu vực này loa e-căng bị bạc, nhưng mà thực tế ra là phía trên màu đen, phía dưới màu đen và phía chính giữa là màu vàng.
sườn loa, sườn bằng e-căng được hãng cấu tạo bằng nhựa, rất đẹp và khá chắc chắn. Mẫu loa bầu 601 series 2 sử dụng hai loa bass loại 20cm, một cái hướng phía trước và một cái hướng check phía trên. Với cấu tạo của loa là màng bằng giấy và gân bằng mút. Và hãng đã trang bị cho mẫu loa này 4 cái loa check loại 8cm, hai cái hướng check về phía trước và hai cái hướng check về phía sau. Quý vị và các bạn đều biết là đối với thương hiệu bầu, bí kíp của hãng loa bầu là cộng hưởng tường. Hai cái loa chép này sẽ cộng hưởng với tường và bật ngược trở lại, còn hai cái loa chép này sẽ hướng ra phía trước với mục đích làm cho âm thanh lan tỏa đến nhiều hướng hơn. Phía trên này là một lỗ thông hơi của mẫu loa này khá lớn, ước tính khoảng 8cm. Thế trên đây là cấu tạo của mẫu loa bầu 601 C2 được hãng bầu sản xuất vào những năm khoảng 1982 đến những năm 1988. Thường hãng sản xuất mẫu này tại Mỹ. Và chúng ta sẽ nói đến 601 Series 3. 601 Series 3 là một cặp loa lừng danh của thương hiệu Bose. Với mẫu loa này, hãng loa Bose sản xuất vào khoảng những năm 1986 cho đến những năm 1996. Đây là khung thời gian tương đối chính xác để quý vị và các bạn tham khảo. Với 601 Series 3 thì hãng ra 3 màu: màu vàng vân gỗ lạ, màu trắng simili và màu đen simili. Tất cả các màu này đều có chất lượng âm thanh và thông số kỹ thuật hoàn toàn giống nhau, không có gì khác hết. Tuy nhiên thì mức giá trên thị trường thì màu vàng thường được yêu chuộng hơn. Tôi sẽ mở cái e-căng này ra. E-căng của 601 Series 3 được chia ra làm hai phần. Một phần góc e-ke ở mặt trên. E-căng này bằng lưới màu vàng, sườn E-căng bằng nhựa. Và một phần E-căng nữa nằm ở phía trước, lưới màu nâu. Tất cả đều bằng vải và sườn loa bằng nhựa. Đối với 601 Series 3, quý vị và các bạn đang thấy nó có cấu tạo khá giống với 601 Series 2. Hai loa bass loại 20cm màng giấy gân mút và bốn cái loa check loại 8cm, hai cái check phía trước và hai cái check phía sau. Nhìn chung quý vị và các bạn sẽ thấy là các vị trí loa cũng như kích thước loa của hai mẫu loa này rất giống nhau, có thể nói là giống nhau. Phần thùng loa so với 601 Series 3 thì phong cách có hiện đại hơn một chút, vóc dáng nhỏ gọn hơn một chút. Lỗ thông hơi của mẫu loa này được để ở phía dưới cùng. Nguyên một cái khe phía dưới này là lỗ thông hơi. Chạm loa nằm ở đây và tem thông số kỹ thuật nằm ở đây. Mẫu loa bầu 601 Series 3 và 601 Series 2 đều có công suất cực đại là 250W trên một thùng, trở kháng 8 ohm. Hai mẫu loa này nhìn chung đối với các driver khá giống nhau. Tuy nhiên đối với phần thùng loa, kích thước thùng loa của 601 Series 2 có nhỉnh hơn một chút về chiều ngang và chiều sâu. Hai kích thước này ước tính khoảng 9-10 với nhau thôi, nó gần như không có sự đáng kể. Chúng ta sẽ xem qua phần nội thất của hai mẫu loa bầu này. Trước mắt quý vị và các bạn tôi đang để đó là hai thùng loa, tôi đã mở sẵn loa ra. Bên tay trái màn hình của quý vị và các bạn đó là 601 Series 3 và bên tay phải màn hình đó là 601 Series 2. Ở đây tôi đang mở sẵn hai củ loa bass ra. Quý vị và các bạn đang thấy đối với hai củ loa bass này có kích thước giống nhau, có thể nói là bằng nhau. Và hãng sử dụng củ từ là 500 ferrit. Đối với sườn loa của 601 Series 2 hãng xi mạ 7 màu, còn sườn loa của 601 Series 3 hãng làm sơn màu đen. Tất cả các chạm dây này đều được hãng quấn. Đặc trưng của mẫu loa bầu là hãng đã quấn kết nối những cái dây này lại với chạm loa, rất chắc chắn và rất độc đáo của thương hiệu bầu. Phần màng loa của mẫu loa bầu cũng được dập sần ở phía mặt sau.
và các màng thường mang theo mã số. Như anh em hỏi là mã số này có phải số seri không thì trên thực tế nó là không phải số seri, nó là mã số của màng loa thôi. Trên đây có mang theo một tem và thông thường hãng sẽ dập cái ngày tháng sản xuất lên trên đây. Ví dụ như trong trường hợp này là ngày 19 tháng 3 năm 1986. Và tương tự như vậy thì bên đây phần màng loa cũng được dập sần phía mặt sau và cũng được đánh số ở trong đây. Con loa này cũng mang theo một tem, trên đây có mang theo ngày tháng sản xuất, ngày 7 tháng 8 năm 1986. Đối với 601 C3 được sản xuất từ những năm 1986 cho đến những năm 1996. Còn đối với mẫu 601 C2 thì hãng sản xuất từ những năm 1982 cho đến những năm 1988. Đây là cái khúc thời gian mà hãng đã sản xuất hai mẫu loa này. Chúng ta sẽ xem qua phần bên trong thùng loa của 601 Series 3. Ở đây được hãng thiết kế dày đặc bông gòn màu trắng. Và phía trong này chúng ta nhìn thấy thấp thoáng đó là bộ seal. Bộ seal lọc của 601 Series 3 được cấu tạo có bóng đèn, có tụ cả, rất an toàn cho loa. Và phía bên đây là phần bên trong của 601 Series 2. Phần bông gòn cũng được hãng làm dày đặc ở đây và trong đây chính là ma trận lòng thùng. Phía dưới này chúng ta thấy có một khoang và phía trên này là một khoang nữa. Hai khoang này được nối thông với nhau bằng một lỗ ở đây. Đó là về phần nội thất của hai củ loa bass. Loa chép thì quý vị và các bạn đã thấy là được hãng thiết kế lộ ra bên ngoài. Bây giờ tôi sẽ ráp hai cái loa này lại, sau đó chúng ta sẽ cùng test so sánh âm thanh của hai mẫu loa bầu 601 Series 2 và 601 Series 3. Quý vị và các bạn hãy nhớ đón xem những video do tôi thực hiện hàng ngày vào lúc 11 giờ trưa trên kênh YouTube Tiến Dũng Audio Sài Gòn. Bây giờ xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ test âm thanh với mẫu loa bầu 601 Series 2 và 601 Series 3. Những thiết bị tôi phối ghép ngày hôm nay đó là mẫu âm ly Danone 890D và chiếc đầu giải mã DC âm thanh chất lượng cao Tobin D50S. Với chiếc Tobin D50S này thì Dũng đang phục vụ với mức giá chỉ 5,2 triệu, âm thanh của nó rất tốt. Nó còn tốt hơn cả cái giải mã DC nằm bên trong cái 890D này. Chúng ta sẽ cùng test âm thanh của 601 Series 2 trước ở cầu A, sau đó tôi sẽ rời sang cầu B và chúng ta sẽ nghe tiếp. Một người
trên con phố nhỏ, một mình em thôi lang thang lối nhiều. Còn lời chúc em sống gieo tháng ngày dài, lê thế suốt một đời. Vì sao bây giờ tôi sẽ rời sang cầu B và chúng ta sẽ nghe với 6 là 1 series 3. Quý vị và các bạn đang nghe với 6 là 1 series 3. Rất tuyệt vời của hai mẫu la bầu đỉnh cao, đó là 6 là 1 series 2 và 6 là 1 series 3. Ở trong đoạn video vừa rồi thì chúng ta thấy là giữa hai mẫu la bầu này có âm thanh rất giống nhau, tiếng bass, tiếng mid, tiếng chép rất tuyệt vời, lung linh, sống động, không hổ danh là mẫu la bầu đỉnh cao của thương hiệu bầu. Đối với đoạn nhạc đầu tiên 6 là 1 series 2 chúng ta nghe thì về cơ bản nó khá giống với 6 là 1 series 3, nó gần như không có sự khác biệt lắm. Nếu chúng ta nghe kỹ thì 6 là 1 series 2 thì cái tiếng bass nó không tốt bằng series 3. Tổng thể của hai mẫu loa này cho âm thanh khá giống nhau. Nếu để chấm điểm thì tôi chấm 6 là 1 series 3 10 điểm và 6 là 1 series 2 9 điểm. Và cái ưu điểm của hai mẫu loa bầu này là tất cả đều là 8 ohm, chúng ta có thể phối ghép với hầu đa các dòng âm ly và các dòng man power. Một cái ưu điểm thứ hai của hai cặp loa này là tất cả đều 250W, đây là một công suất khá lớn ở phân khúc đồ gia đình. Một cái ưu điểm thứ ba của mẫu la bầu này đó là cái khả năng chơi nhạc của nó rất đa thể loại. Chúng ta có thể chơi nhạc tiết tấu chậm, tiết tấu vừa và tiết tấu nhanh. Thậm chí chúng ta có thể hát karaoke tiếng rất tốt trong các không gian gia đình. Có một cái nhược điểm của các mẫu la bầu, hầu đa các dòng la bầu, đó là khi nó chơi những dòng nhạc có tiết tấu rất chậm, ví dụ như nhạc thu âm trước 75, nhạc băng cối hay nhạc đĩa than thì âm thanh của nó không phù hợp cho lắm. Tất nhiên chúng ta vẫn nghe được với các dòng nhạc điều trên, tuy nhiên cái âm thanh nó sẽ không phát huy hết tác dụng giống như các dòng loa cổ kiểu như loa mắt cáo của Pioneer hay là kiểu như loa AR. Và một cái nhược điểm của loa bầu mà theo tôi là quý vị và các bạn sẽ đồng ý với tôi là các mẫu la bầu thường có cái giá của nó rất đắt tiền. Đối với mẫu la bầu 6 là 1 series 2 tại thời điểm này, mức giá dao động khoảng từ ngoài 30 cho đến 35 triệu trên một cặp. Còn đối với 6 là 1 series 3 bản màu vàng, mức giá mới này cũng khoảng 45 cho đến 50 triệu trên một cặp rồi. Và nếu như là 6 là 1 series
3 màu đen thì mức giá có rẻ hơn so với màu vàng khoảng cỡ 5 triệu cho đến 6 triệu. Đây là mức giá thì Dũng gợi ý để quý vị và các bạn tham khảo. Thế còn cái giá chính xác còn tùy theo độ đẹp của sản phẩm, độ zin của sản phẩm và mức giá của các shop đưa ra nó là khác nhau. Thế trên đây là những ý kiến đánh giá review của Tiến Dũng Audio Sài Gòn về hai mẫu loa Bose 6L1 Series 2 và 6L1 Series 3. Quý vị và các bạn có ý kiến đánh giá về hai mẫu loa Bose này hãy để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận và chọn bộ video review và khám phá audio của Tiến Dũng. Tiến Dũng để ở bên danh sách phát phía bên tay trái màn hình quý vị và các bạn. Chúng ta nhấp vào đó sẽ xem chọn bộ review và khám phá của Tiến Dũng Audio Sài Gòn. Còn bây giờ thì Tiến Dũng xin cảm ơn, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo vào lúc 11 giờ trưa trên kênh YouTube Tiến Dũng Audio Sài Gòn. Xin chào và xin cảm ơn.